Rồi, hello, tôi xin chào bạn đến với kênh QT Sayo của Trung ha. Trung chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì bữa nay Trung sẽ giao lưu những cây mai, nói chung là mai giảo Thủ Đức bạn. Bông thì 9 tới 12 cánh, những cái gốc tương đối ok, tương đối đẹp. Thì và giá thì thật là bao rẻ nhất trong lô của Trung luôn. Thì đây là bạn thấy một những cái cây này. Đó, nó rất là mạnh luôn, bao ghép kéo rồi rất là đỏ rồi. Cái gốc thì nói chung là gốc mini nhỏ nhỏ thôi, nhưng điều dàn cành tràng thì rất ok. Thì Trung sẽ giao lưu lô này dưới giá là 300.000 một cây thôi, Trung bao ship. Đó, anh em thấy giá rất là hợp lý chưa? Và những cây này anh em thấy không? Đó, thì những cái búp này nó còn đang nhọn. Vì anh em cứ để vậy bón đạm vô. Khi mà bước qua đầu tháng 7 anh em mình sẽ bón cái phân bón có hàm lượng lăng cao vô thì nó sẽ thành những búp nụ. Anh em thấy một cái cành nhỏ xíu thôi, một dây búp nụ không? Thì Tết mình bỏ những cái mai mini tí xíu này mình bỏ trên nông địa hoặc trên cái bàn làm việc của mình. Trong mấy ngày Tết ở công ty mình á, lỡ như mình có làm công ty gì mình về thì mình sẽ bỏ cái mai này ở tại công ty mình lại ở đây đó ha. Thì trong khi mình nghỉ Tết thì cái chỗ làm việc mình nó vẫn là có cái mùa vàng, cái mùa may mắn, cái mùi bông mai của thơm của bông mai. Thì mình sau khi hết ăn Tết xong mình sẽ trở lại phòng làm việc mình là mình thấy cành là mình thấy bông nó rớt lác đác dưới chỗ làm việc. Nói chung là một cảm giác như rất là đã mà. Và quan trọng nhất là cái cảm giác là mình phải chăm sóc cái mai này làm sao cho nó nở đúng dịp Tết mới là cái quyết điểm quan trọng ha. Những cây mai nhỏ vậy thôi, như anh em chăm sóc những cây mai nhỏ đơn giản như thôi mà mình chăm sóc đi. Khi mà Tết nó nở được bông, mình thấy cái cảm giác nói chung nó rất là đã mà, rất là sướng. Nên Trung sẽ làm cái lô này là giá thật là hữu nghị, thật là mềm nhẹ, thật là rẻ cho anh em luôn. Cái mai này thì Trung gửi là Trung sẽ bó bầu nha, tại các bạn biết rồi, giá 300.000 mà gửi đi mà gửi luôn chậu là coi tội Trung, nên Trung gửi Trung bó bầu. Anh em gì giật chịu cực mua cái chậu ba tắc bỏ vô thì anh em thấy bộ đới bộ rải nữa ha. Đó là người ta trồng bộ mai thì bạn thấy có tí xíu đất thôi, tiện thôi. Trung sẽ cho kèm theo một mối giá thải trong chậu này luôn, thì anh em về mua chậu ba tắc như Trung vậy nè, chỉ có mười mấy ngàn cái thôi. Mua cái mình bỏ vô, cái mình chăm sóc, cái là mình chơi Tết luôn. Cái bầu này thì anh em để nguyên nha, để qua năm anh em mới đã bầu ra năng đế lên, cho nó lòi đế lên đẹp. Còn năm nay thì anh em cứ để ý về đi, giờ tắng vòng Trung lót dưới quần mớ và cứ việc tưới nước thôi. Và bước vào đầu tháng 7 thì các bạn sẽ mua phân bón có hàm lượng lăng cao, là số giữa cao. Còn bây giờ thì các bạn cứ mua hũ N3M 15.000 hũ á, cứ một lần một cây thì bạn tưới cho một lít nước, bạn pha một muỗng khoảng chừng 15-20 ngày bạn tưới một lần. Nói chung là tưới chừng 2 lần nữa là nó tới tháng 7 rồi. Tưới mình tưới vô cho nó mạnh bù rễ, nó chắc bù rễ, nó đẹp bù rễ như cây mai của Trung như vậy nè, thì Tết nó sẽ bông nhiều ha. Thôi Trung sẽ vào vấn đề đi, để cây mai có 300.000 mà nói nhiều quá các bạn thông cảm. Trung bán mai thì Trung muốn anh em mình vui vẻ trao đổi nói chuyện nhau cho vui thôi. Anh em có gì cứ thắc mắc cứ bình luận hoặc gọi điện thường trực tiếp Trung. Đây cái quanh được 8 rưỡi bạn, là đo luôn con công kém ha. Mình buôn bán mai thì mình phải cho vui vẻ bạn, mình nói chung mình làm cho vui thực tế. Đang chơi mai gì rẻ thì rẻ, nhưng quan trọng là cái tình cảm của anh em mình ha. Thì bây giờ đây là qua chiều cao được 48 đây, anh em thấy rất là chất lượng. Đó, cái anh em thấy dàn tàng chưa? Nhỏ nhỏ mini thôi, với dàn tàng rất tròn. Cái này mình để bàn làm việc thì không còn ai để chơi tiếng nào hết, giá thật là rẻ. Hoặc mình mua mình tặng cho cô làm việc kế bên của mình cũng được, cái nói chung là rất hợp lý bạn, rất lẻ luôn. Mình mua mình để cho bàn làm việc mình cây chỗ cô làm việc mình kế bên cây. Đó, thì mình hai cây nói chung là cứ nhìn bóng đẹp, quan trọng là mình chăm sóc được cái mai nở đúng dịp Tết. Vào giờ đi làm ngày cuối năm của Tết mình sẽ cầm cái mai đi theo mà tặng. Nói chung là mình là dành cầm theo cây mình bỏ ở nhà mình, bỏ cho làm việc mình. Rất là chất lượng mà. Đây cây này là cây Z46 ha, là giao lưu Trung giao lưu với giá 300.000 một cây, Trung bao ship anh em luôn. Anh em không cần phải trả bất cứ chi phí nữa. Về chỉ việc mua cái chậu khoảng vài chục ngàn anh em bỏ vô thôi. Giá thể thì Trung cho theo luôn. Nói chung là rất là theo toàn bộ hết, anh em chỉ về mua chậu bỏ vô. Cây thì Trung, cái mai của Trung thì bạn thấy bù rễ rồi, bù rễ, bù lá rồi rất là khỏe, cây rất là sung. Trung chăm sóc mai thì Trung đa số bỏ phân hữu cơ nhiều. Anh em mình chăm sóc mai gì rất dễ. Và những cây này thì bạn thấy nè, đó nó cây mai khỏe thì nó sẽ kéo mà, nó kéo cái bò hay không kia. Đó thì hết năm nay năm sau nó sẽ liền. Cái gốc nhỏ thôi cho bạn thấy xù chưa? Đó, nhỏ nhỏ chứ nó mình rất là chất lượng ha. Rồi cây này là cây Z46 ha. Bạn thấy như đây như nhỏ thôi. Nhưng mình đang thật tới là nó rất là già rồi, rất là cụ rồi. Gốc rất là lâu năm rồi. Rồi cái cây Z47 ha, cũng vậy mà thấy nè. Đó gốc xù bạn thấy kêu kéo không? Kéo cực kỳ là đỉnh, cực kỳ là đòi mạnh luôn này. Đó, bỏ ghép được, cũng ghép lâu bạn. Cây này nữa thì đi ghép đã lâu lắm rồi nha, tàn cành thì tròn lắm rồi. Nói chung là cái này mình chăm sóc thì càng ngày nó sẽ càng có giá trị bạn. Cái gốc nó bự mà, gốc bự mà, đâu phải gốc nhỏ đâu. Gốc này thì người ta trồng rất lâu rồi, bạn thấy cái gốc mà xù là bạn biết rồi. Chứ không phải là những gốc nhớt nha. Cây này thì hoành được 9 phân rồi bạn. Đó, bạn thấy cái gốc này nó rất già, nó xù luôn. Đây
Đó, bồ đề này mình hay bồ đề. Đó, nhìn cũng rất là đẹp, tại này chung chưa có môi lên. Nói chung là mai mới ghép trồng vài năm thì họ chưa có thành phẩm luôn. Nói chung là năm nay họ mới chơi, năm nay là nữa là năm sau họ mới môi cái đế lên, nó mới lồi đế lên nó mới đẹp. Còn như bây giờ nó cho nằm ở dưới như vậy thì mình thấy nó không đẹp, nhưng thật tới các bạn qua năm các bạn môi lên nó rất là ok luôn. Anh em mình có môi là đơn giản lắm. Anh em mình chỉ vậy ha. Đây, chung chỉ. Sơ. Đó, anh em ví dụ anh em mình bỏ cái chậu này cao hơn này miếng. Cái anh em mình môi bớt cái này ra, môi bớt nó lồi rễ ra thôi. Là phải qua Tết cho bạn, qua Tết bằng chơi Tết xong rồi mới để hoài vài bữa môi ha, mình lôi cho bằng xuống là nó ló được khúc đời rải là đẹp cực kỳ rồi. Nói chung là vậy đơn giản thôi. Anh em nào biết thì mình sẽ bỏ hết giá rải đồ ra, anh em mình trồng lại, còn anh em không biết thì mình sẽ bỏ chỉ một phần 50% thôi. Bỏ 50 trừ 50 thì nó sẽ đẹp lại rồi, cái đế ra là chặt cực kỳ thôi. Nói chung là rất đơn giản mà. Trung hứa làm các bạn những clip về chăm sóc mai riết mà Trung làm hứa riết không có làm được gì hết. Nói chung cũng bận quá, Trung cũng không có rảnh thời gian để tranh thủ bỏ phân thì thuốc ào của Trung vô. Cây này thì hoành được 9 phân. Hồi nãy Trung đo rồi không ta? Rồi chiều cây này cây Z cũng 7 ha. Nó nhiều quá. Bạn thấy chi tàn không? Đó mới chăm chi tàn. Núp bút đụ bạn. Đó, rất là nhiều. Đó Trung nói bạn là mình cắt cái lá mình chừa là cái một miếng vậy nè, này nó sẽ giữ được cái búp này luôn nè. Đó mình về mình chăm thì sau này cái búp nó sẽ thành cái bông luôn. Đó cây này rất tròn đẹp không? Đó. Dáng thì uống dáng lông sẵn luôn rồi. Cây này là cây Z 47 ha. Đây cái con bạch rồi tới cái dết 48 ạ. Đây cái dết 48 này đó. Anh em thấy cái nhỏ mà chung rất là ok ha. Tại dết 48 thì cái bo đang kéo rất đỏ như có cái lỗ như vậy nè, thấy nó kéo rất mạnh, gốc thì rất đẹp này, có lỗ hay do đó thì cây nào có lỗ chúng sẽ nói với các bạn là có cái lỗ ha. Đây gốc nè, anh em thấy gốc rất là ok không đó, như có cái lỗ nha. Đó một cái gốc nó hình nằm rất là cực kỳ dàn tàn, rất là tròn mà đều có cái lỗ nha. Cây nào có lỗ rồi như có lỗ như giá này là rất là hợp lý các bạn. Giá này không còn giá nào rẻ hơn rồi. Gốc thì già xù. Cây này hoành được gần 11 à. Mà thấy gốc nè. Đó, giá rất là già không. Rồi hoành được gần 11 ha. Và cái chiều cao của em này thì được 44 ha. Nói chung là những cây này thì các bạn về để còn để cho nó ra thêm một cây đòn các bạn. Đây đang là đòn non ha. Mình cho ra hết cây đòn nữa thôi là mình ngưng là để chơi được rồi. Chơi mini nhỏ cho hay nè. Nó nhú đòn non ra rất nhiều nữa ha. Đó thì hết cây đòn này mình đây đang nhú đòn non hết rồi. Nè, nhú được non mặt này ha. Đó, mình cho ra hết cả đọt nữa là chừng 2 gang nữa, chừng 1 gang tay nữa là chơi được các bạn. Là mình để chơi tới được rồi. Nói chung là cái canh lạc lá thôi, rất là hiệu quả, rất là đơn giản ha. Cây này là cây Z48 ạ. Rồi tới cây Z49 ạ. Đây. À Z49 ha. Đây, Z49. Đó, Z49 thì hoàn toàn không có lỗi bạn, gốc xù nè. Anh em thấy gốc dây xù ha, đó thấy chưa? Đó, chúng nói xù là xù đó đúng không? Đó, chỗ đó thì nó hơi chỗ xấu thôi. Hoàn toàn không lỗi, không lỗi bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Y như cái con gì đang ngồi, bạn thấy dần dò chưa? Tại chúng không môi lên thôi, chứ nếu môi lên này dần dò cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là nhiều, y như cái con khỉ này. Già xù, già sằng xù hết bạn. Cái những cây này rất là lâu năm rồi nha. Chứ đừng nói mai thấy gốc nhỏ là các bạn hô nó mau. Thật sự rất là lâu. Cái hoành được gần 12 bạn, 11.8 ha. Và cái chiều cao của em này thì được 38 luôn. Rồi cây này là cây Z49 bạn. Đây, tàn này. Những cây này thì năm sau rất là đẹp bạn. Năm nay là tàn nó hơi thiếu. Thì năm sau anh em tại nó tàn thiếu thôi chứ chi đủ mà. Những chi trong này, anh em đủ chi thôi. Ở năm sau này anh em bấm là nó sẽ ra rất là đẹp, rất là đủ tàn. Năm sau chơi là cực là đỉnh luôn. Cây này cây Z49 ha. Rồi tới cây Z50. Đây cây Z50 là một con hình thú đang chồm mồi. Đó anh em thấy hình thú đang chồm mồi thấy chưa? Đó hình thú nè. 2 giờ trước anh em. Đây. 2 giờ sau thì nó hơi cái đuôi, 2 giờ sau. Đó nhìn thấy cực kìa, nó có nhiên ý là con thú. Bộ ghép thì đang kéo rất là đỏ, rất là mạnh luôn nè. Cây này thì búp đủ hơi lớn nhưng cây này có tương lai nở không mà không sao, chỉ có dài 2 búp thôi, còn ở trên này còn ra là đọt non rất là nhiều nên không bao giờ bị nở trước Tết đâu. Anh em sợ, anh em cứ yên tâm, cây này là chắc chứ rất chắc lượng nè. Cây này là cây Z50 ha. Rồi cây này là cái hoành em nó được 11 bằng hoành được 11 và cái chiều cao của em nó thì được 40 ha. Rồi cây này là cây Z50. Đó, rất là chất lượng, rất là ok ha. Dết 50 ha, đọt non đang ra rất là nhiều, bị sâu nó tấn công rồi. Để chiều này chúng sẽ xịt xong. Các bạn trồng mai thì mình để ý ha. Nó ra đọt non mà mình không kiểm soát thiệt sâu nó sẽ chơi vô tê tua cây mai luôn, làm cây mai nó bấu xí. Mai này sẽ xấu xí rồi. Anh em thấy ra đầu non. Đó đầu non này nó đầu non nó mướt vậy này, nó mướt vậy nhưng có cái anh em thấy nó hơi dơ trên ha. Đó dơ trên cái đỉnh trên ha, đỉnh ngọn ha. Đó cái đỉnh ngọn tí xíu là chỗ đó là bị sâu nha. Đó thì mình sẽ xịt ngừa thôi. Nói chung là mà những lá non này thì sâu nó khoái ăn lắm. Đó, gặp lại nó chơi. Đó còn mình sẽ không xịt sâu thì nó sẽ ăn như vậy mà. Này bạn ha.
nó ăn sẽ hư cái lá luôn. Nhưng mà điều còn ở đây còn hai đọt thì chiều chúng sẽ xịt là hai đọt này là khoảng chừng 3-4 ngày nữa là nó sẽ ra. Đó, hai đọt thì 3-4 ngày nữa nó sẽ ra, lồi ra hai đọt ra. Và Tết là ok bạn, nó chỉ có dài 2-3 búp ở trong này thôi. Nói chung là không có vấn đề gì. Chơi Tết vẫn cực kỳ vẫn đẹp. Rồi cây này là cây Z50 ha. Một con hình thú ha. Nhỏ nhỏ mini ra giá thật là rẻ nhưng điều thật là có vỏ luôn. Rồi tới cái Z51 mà, mốt cũng là một con hình thú luôn. Mà con này nó ngồi có cái đuôi con theo, nó ngồi hai bên nè, có cái đuôi này ra ha. Nhưng ngồi chứ phải là đứng ha, thấy chưa? Đó, những cái này thì anh em nào có kinh nghiệm mình sẽ cắt những cái rễ nhỏ này nữa. Cắt bỏ những cái rễ nhỏ này đi. Đó là nó sẽ gọn cái mai. Nhìn cái mai nó cực kỳ ổn đỉnh luôn. Đó, mình chơi bạn, mình đi chung là chơi anh em, có nhiều anh em thì có thời gian á, mình tối mình về mình cầm kéo mình bóp nhấp rồi mình sửa cành sửa tàn rồi, nói chung là cũng một cách giải chết rất là hiệu quả bạn. Cây này là cây 9,5 ha, hoành được 9,5. Một cách để mình xả chết là rất là hiệu quả. Chiều cao được 44 mà, và đặc biệt là đọt non nó đang ra rất là mướt ha. Đây bạn thấy trên bàn chưa? Đó, đọt non ra rất là nhiều nè em xem. Rất là nhiều đọt non ha. Đây con sâu nè. Bỏ nó hỏng rồi, bỏ bộ túi này. Đúng là cây này sâu nhiều để trước cũng chơi. Những cái lô này thì tí nữa chúng sẽ xịt sâu xong rồi chúng mới gửi nha. Xịt sâu cho anh em luôn. Chúng gửi đây thì gửi trong thùng nó ra lẹ lắm ạ. Từ 2-3 ngày tới chỗ anh em là nó sẽ không còn cái lá mà cầm nữa. Nên chúc chung xe quay xong là chúng sẽ xịt sâu luôn. Rồi cây này là cái Z51 ha. Rồi tới cái Z52 là anh em thấy cái gốc của mini thôi. Cây mini thôi, gốc mini thôi mà đều cái gốc này. Anh em thấy gốc này. Đó, nó xù ha. Nó xù và cái gốc rất là đẹp không? Đó, hoàn toàn không có lỗi nha. Nói chung là cái lô mai nhỏ này của chung là đa số là không lỗi bạn. Mà bộ đế là đa số còn nằm dưới không? Nói chung là nó còn nằm hết dưới bạn. Thì nó mình chơi để anh em cứ đợi chơi Tết đi, để anh em thấy nè, thấy chưa? Đó, mình đi chơi Tết bạn, chơi Tết đi mình moi ha. Anh cứ đợi không? Anh em thấy đấy chưa? Rồi Z52 nha. Đó, gốc thì anh em thấy nhỏ xíu mà nó xù nè ha. Đó, nhỏ mà xù, thật tới xù đây nè, thấy chưa? Thấy không? Đó, nhỏ mà xù ha. Là những gốc này nó rất lâu năm rồi, chứ không phải là nhỏ đâu. Mà tại nó mini thôi. Chứ không phải là nhỏ, nó mini. Chứ cái tuổi đời nó rất là dữ dằn rồi. Hoành được 7,5 bạn. Và cái chiều cao của em này thì được 20-30 đi ha. Chiều cao lùng mini mà. Và những cái đọt non đang ra, anh em thấy đang ra nè. Đó, đang ra đọt non nè. Đó, rất là nhiều đọt non. Đó, rất là nhiều luôn đây. Rất là nhiều, rất là mực. Cây này thì chưa có bị sâu ăn. Nó đọt rất là mướt ha. Đó, quá trời đọt non. Thì cây này tung giá bảo đảm các bạn chừng 20 ngày nữa thôi là nó sẽ bự cho bá vậy luôn. Dám các bạn bảo đảm các bạn. Tại đọt non đang phúng rất là lực, rất là mạnh rồi. Trong khi bộ đế nó rất là mạnh, khỏe nữa thì nó sẽ búng rất là cực. Gửi đi không bao giờ bị sốc. Tại chúng gửi đây thì chúng bỏ cái bầu ở giữa, chúng tắn giá thể vòng dầu thì chúng cột lại. Thì anh em biết nó giữ ẩm rồi, nói chung đi tới chỗ là không ảnh hưởng gì tới bộ rễ. Anh em chỉ việc bỏ vô chậu và nếu cây mà hơi héo sơ thì anh em mình sẽ bỏ trong mát. Đối với cây những cái đọt non này nè, mình bỏ trong mát một ngày cho nó quen cái khí hậu ở khu mình ở đi. Rồi bữa hôm sau anh em mình sẽ đem ra nắng vào buổi sáng, buổi chiều anh em mình đem vô. Và bữa thứ hai, thứ ba thì anh em mình đem thẳng ra nắng luôn, để luôn rồi gò luôn. Ok. Đó là cách ta kêu là cách đem nắng ra nắng dần dần mà, là dần dần là như vậy ha. Còn nếu anh em nào không có thời gian thì mình sẽ coi chỗ nào trong bóng cây mà hơi bóng mát thì mình để đó luôn. Mà chung nhắc lại nha, anh em mình hô được coi chung nói là để ở trong mát. Thì anh em mình sẽ để ở trong bóng cây hoặc là trong nhà lưới hoặc là ở trong chỗ nào không có nắng chiều. Chứ không phải là trong mát là anh em mình đem bỏ trong nhà nha. Trong nhà là nó còn chết dữ nữa. Đó, anh em mình phải hiểu cái vụ mà trong mát là trong mát chỗ nào nha. Chứ không phải là trong mát đem luôn vô nhà đâu. Rồi, cây này là cây Y50CS52 ha. Rồi tới cây Z53. Cây Z53 là một cái cây lá rất là khủng. Cây gốc rất là bự luôn mà tàn cũng rất là sung. Mà cây này đều mình chơi gốc cô hàng xóm chơi bông. Đó, mình thấy dán bay. Đó, một cái gốc bạn thấy hình gốc chưa? Một cái giò, một cây này thì trung giá bảo đảm bằng cây này qua năm các bạn nâng đế lên là cực kỳ đỉnh luôn. Một gốc này. Một gốc rất là đỉnh, bạn thấy gốc không? Đó giò cẳng nè ha. Hai cái giò dưới nè. Đó cái giò cẳng nói chung là dưới rất là nhiều bạn. Đó rất là nhiều giò dưới nè. Mà đều chung không có môi lên đây, bạn thấy này. Đó, cây này năm sau thì anh em nâng lên nhờ cái cục gù như này nè. Gù chỗ này nhìn nó rất là cơ lực ha. Lực lượng và bao ghép kéo rất rõ ra, hoàn toàn không lỗi luôn. Thì cây này năm sau mình nâng lên là cực kỳ đẹp rồi. Chúng dám bảo đảm các bạn cây này nâng là đẹp. Cây này là hoành được 11 anh em. Và cái chiều cao của nó thì được 53. Và dàn lá thì toàn là lá khủng không? Lá này lá khủng bố mà. Anh em thấy dàn lá là khủng bố vậy cui. Chất lượng mà thấy cái mai khỏe thì mạnh nó vậy đó. Đó. Mà thấy là cái mai khỏe mà nó cho ta chăm sóc không? Hồi Tết ta bấm như này mà, dấu bấm còn nè. Mà từ Tết tới giờ nó ra tới đây nửa năm ta bấm đây cái nè. Giờ ra thêm không? Thấy không? Nó ra nói chung là bấm mới hai lần rồi, từ Tết thì bấm hai lần. Mà nó ra là cực kỳ mạnh ha.
Đó, vì những cây này thì anh em mình sẽ chơi Tết. Nói chung là những cây này bông nó rất đà, những cây mà nó khỏe nó mạnh vậy là các bạn biết là bông nó rất là bự luôn. Cũng dám bảo đảm cái bằng bông bông chập bá luôn, nhìn cái bông là hết hồn dưới luôn, bông mà rinh giác chạy nổi luôn. Rồi cây này cây Z53 ha. Rồi tới cây Z54 bạn. Rồi cây Z54 ha. Cây 54 thì tàn cành thì lượng ngon đẹp cực kỳ luôn, mà đều gốc cũng ok luôn. Đây. Hoàn toàn từ nãy giờ chung làm, từ nãy giờ nói chung là 15 cây mà hình như có một cây có lỗi thôi bạn, một cây có lỗi thôi. Một cây có lỗ trên này nãy chung chỉ bạn đó, còn những cây này là không có hết nha. Đây anh em thấy không? Đó, đàn cây rất đỏ luôn, giờ gốc nè. Đấy cực kỳ không? Nhìn tàn cũng cực kỳ tròn luôn. Anh em mình thấy tàn ít thôi nhưng anh em mình phải nhìn cái chi. Nói chung cái chi bạn, cái chi nó có chi, có cái chi là gọi là có cái đế sẵn rồi, hoành được 10 phân nè. Nó có cái cơ bản sẵn rồi thì mình sẽ uống cành nữa, mình làm cành tàn rồi nó dễ bạn. Còn hoành được 40. Những cái cây mà các bạn thấy nó không có cái chi này đủ nè thì dòng hơi tàn nó có lá nó xum xê đi nữa nhưng nó thiếu chi thì mình sẽ làm nó rất là cực. Nhưng còn cây này có chi dần chi rồi đầy chi là mình chơi hôm nay hôm nay mình bấm lại năm nữa là nó đẹp cực kỳ luôn. Cây này ok bạn, cháu ăn tại đây hết rồi. Rồi cây này là cây Z54 ha. Chiều nay cũng thịt sâu nè, sâu gì đâu quá trời. Rồi tới cây Z55 bạn. Đây cây Z55 đó, một con hình thú luôn nè, anh thấy không? Đó, hình thú đang ngồi nghinh qua đây. Đây nhìn bao ghép này đỏ rất là cực kỳ luôn. Nó nhìn anh em như cái bao ghép này kéo, nó kéo đỏ như này, anh em thấy đỏ này. Đỏ cực kỳ đỏ luôn ha. Thôi chúng nó không lấy nét được, bỏ đây đi. Đấy, thấy không? Đó, đỏ cực kỳ đỏ luôn. Rồi cái này là vàng đế của nó, vàng đế này còn dưới rất là nhiều ha. Đó, Z55 nha. Anh em mình mã số này thì chung nói chung là không có lộn đâu. 55 là anh em mình nhìn mã số là chắc cú ha. Cây này là hoành được 9,5 nè. Và dàn tàn thì tròn ok, chiều cao cũng rất là cao. Và nhỏ thì đều có vỏ, chiều cao tới 56 lận. Đây, anh em thấy nè. Đó. Đọt non nó đang ra phúng nè. Anh em mình chơi hết dàn đọt non này nữa là ok rồi. Đây, đọt non là rất mắc bớ. Đúng là cái này bữa trước chung quay là nó không có sâu, bữa nay nó có sâu nè. Đúng là lẹ thiệt chứ. Sâu nè, mình trồng mai mình thấy sâu nó ăn mình thấy tiếc bạn. Tiếc nó chung là tiếc nhưng nó non. Mình thì đều xịt sâu là thôi bình thường mà không sao hết. Nói chung nó mới chớm ăn thì mình xịt nó không ảnh hưởng hết. Còn các bạn đừng để cho ăn nhiều quá, khi nó ăn mà rụng hết lá là các bạn xịt thì nó sẽ không còn lá đâu để nó phục hồi. Còn những cái này thì nó mới có sơ sơ thôi. Mình xịt sơ nó là ok rồi. Rồi cây này là cây Z55 ha. Rồi tới cây Z56 cũng là một cây hình thú nè. Nói chung là những cây nhỏ của chung mà bạn thấy nhỏ thôi chứ cái đế nó nằm dưới nè, hình thú cực kỳ không. Đây. Anh em thấy dòi gặm không? Đó. Nói chung những cây này nhỏ thôi mà đều rất là khỏe, rất là mạnh, bằng gì rất là bông, rất là bự luôn. Dám bao các bạn bông bự luôn. Anh em nào bông bông nhỏ cứ Tết cứ chụp hình trả lời chung. Chơi bán ba mai mà dám bao kiểu đó luôn, anh em thấy ấn chưa? Thì trong khi đó cái cây mai có 200.000 một cây. Chung để các bạn 300.000 mà chung bao ship thôi thì các bạn thấy như còn 200.000 cây thì đâu cây nào rẻ hơn nữa đâu. Ra giá thật là giá rẻ, anh em đi mua luôn cả một lô cũng không được giá này luôn. Hoành được gần 9,5, gần 9,5 chứ chưa được 9,5 nha. Đó, anh em đi mua nguyên một lô luôn, chúng dám bảo đảm mình mua vô trong vườn lớn mua một lô luôn, không có giá này cho các bạn mua. Dám cắt các bạn luôn. Chiều cao được 49 bạn. Giá này là giá nói chung giá sập sàn luôn, giá gọi là giá thanh lý vườn luôn. Giá là gọi là giá hết tiền mới mà làm mới bán. Đây, cây này là cây Z56 ha. Giá phải nói là giá không còn gì rẻ hơn cái giá này luôn. Rồi tới cái Z57 bạn. Đây Z57 là một con sù có hai giò một đuôi. Đó, cũng nhìn rất là lạ bạn. Rất là hiệu quy hồ quê. Bộ ghép thì bạn thấy nè, bộ ghép đàn keo. Nhưng cây này thì nó hơi yếu chút nha, chúng nói trước cái nào yếu chúng nói yếu. Đó, đại đàn keo rất là mạnh ha. Đó cây sù mà thấy sù không? Hai cái giò một đuôi. Nhìn cây rất là cực kỳ lạ luôn. Đó, nhìn được cái dàn tàn này thì nó đang phục hồi bạn, nó phục hồi rồi. Bạn thấy đầu non nó ra rất là mướt này. Nói chung là ok rồi. Đã bắt rễ rồi, đã rất là mạnh đây. Do hồi xưa bị nấm hồng mà, hồi xưa bị nấm hồng mà nó bị yếu mà đều bây giờ đã hết rồi, nó phục hồi lại rồi. Còn do cái máy dấu này là bị gà mổ thôi. Đó mà thấy lá chà bá luôn ha. Cây nào yếu thì chúng sẽ nếu yếu, cây nào lỗ chúng sẽ nó lỗ ha. Anh em mình mua mai thì mình phải chơi cho cái tinh thần cho vui vẻ nè. Hoành được 11 anh em. Mình chơi cái tinh thần nói chung thì sao cho thật là vui, thật là dễ, mình đừng có chơi cái vụ mà chiều cao được 31 bán mà không thật lòng mà mua cũng không thiệt là lòng, nói chung nó mất vui rồi. Mình chơi mai này vậy là sẽ mất vui ha. Mình phải chơi cho thiệt tình, hết mình chơi với coi như là trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu như mình nhìn cái mai mình sẽ có cảm giác là ok hơn. Như cây này nó chẳng hạn nó hơi yếu, chúng sẽ nói nó hơi yếu. Đó, nhìn điều anh em đừng không yếu thôi chứ cái mai nó muốn nó ra đi rất là khó, trừ khi anh em mình bón phân quá liều thôi.
chứ nên anh em mình cái yếu vậy thì anh em mình sẽ bón phân nhẹ lại chút, tưới nước ít lần chút, bỏ quỳnh nắng ít lần chút, nó phục hồi tốc hành trong vòng 1 phút 30 giây. Nó giỡn cây với 1 phút 30 giây trong vòng phục hồi trong vòng năm nay đó, nó đưa nó vậy chứ nói phút 30 giây nhiều anh em lên ném đá né chết luôn. Rồi cây này là cây Z58 ha, anh em thấy nè, bộ đế cái bàn ha, bộ rễ dưới nè, ở đây tròn đều ha, đây cái rễ đây nè, đó một rễ một bàn rễ tròn rồi, tròn cực kỳ luôn và hoàn toàn không lỗi, bộ hiếp đang kéo rất là đỏ ha. Rồi cây này là cây Z58 ha, trong đây chúng từ nãy giờ chúng làm 15 cây, cây này là cây thứ 13 rồi, nhưng mà đều chỉ có một cây yếu và một cây có lỗ thôi, còn bà hoàn toàn là không có lỗ, nhưng mà hoàn toàn không lỗi hết nha, hoàn toàn khỏe mạnh và hoàn toàn cực kỳ đỉnh luôn. Cây này thì hoành được nhiêu ta, 9 rưỡi bạn, hoành được 9 rưỡi thôi, hôm 10 cái anh em chết luôn. Anh em nói chung nó dốc mất công. Chiều cao của cây này thì được 43 anh em đó, cây này là cây tàn canh tròn đó, cây này chi thì khỏi chơi rồi đó, dàn chi rất ok ha, chi rất đều ha, thằng thì uống lượng sẵn rồi đó, ghi là EZ58 ha, đó đột non đang ra anh em thấy không? Rất là mướt ha, chiều nay còn lá thì anh em thấy nè, rất là khủng luôn đó. Rồi tới cái EZ59 đây nè, EZ59 một cái gốc mini, gốc mini, gốc siêu nhỏ luôn mà đều gốc là siêu đẹp nè, em thấy chưa, một con thú bò kép kéo rất là mạnh ha, một con thú cực kỳ đỉnh ha, gốc tiễn luôn, gốc này có thể gọi là gốc nhớt, nhiều điều cái này là không phải là gốc nhớt mà gốc này là những gốc bứng nha anh em thấy không? Đó, gốc xù luôn, như đâu phải giỡn thôi nè, thấy chưa, nó nhỏ mà nó xù luôn ha. Đó, như là cái gốc này anh em thấy nó vậy thôi chứ nó lâu lớn già tuổi lắm rồi, nó không còn nhỏ đâu, tại thấy nó mini mình nói nó nhỏ thôi, hoành được gần 8 phân chứ chưa được 8 phân nha. Và cái chiều cao của em này thì được 48 ha, và dàn tành canh tàn đọt thì anh em thấy nó đang ra rất là mướn luôn này, đọt non đang lá non ra này. Rất là nhiều lá non, nó rất là nhiều luôn đó rất là ok. Rồi cây này là cây Z59 đây nè, Z59 ha. Rồi tới cây cuối cùng là Z65, Z60 cũng là một cái gốc mini nhỏ xíu luôn, gốc tí ẻn luôn. Nói chung hai cây cuối là chung làm hai cái gốc này là cho anh em để trong cái chậu nhỏ mình để trên bàn làm việc, nó cực kỳ đỉnh. Tại anh em thấy cái gốc không? Đó, gốc này gốc chung thấy nhỏ thì mình thấy gốc nè, thấy chưa, nhỏ xíu gốc rất là cực kỳ, thấy không, gốc rất là đẹp luôn đó. Cây 60 là cây cuối cùng em gốc này, mini ha, dạng mini thôi đó, nhưng rất là cứng cực đỉnh ha. Cái này thì bỏ lên bàn việc, nó gọn mà, nó gọn nó nhẹ, nói chung là giá hợp lý mà có 200.000 cây thôi mà đâu có mắc đâu. Hoành được 7 phân nè, và cái chiều cao của em nó thì được 30 đó, giờ đọt non đang ra này anh em nè, đang ra đọt non rất là khỏe, rất là mạnh luôn đó, rất là nhiều đọt non ra đây nè, đó rất là nhiều đọt non ra này ha. Nói chung là hầu như nhánh nào cũng ra nè, hầu như nhánh nào cũng có đọt non hết rồi đó, nhánh nào cũng có đọt non hết thì những cây này nó chỉ khỏe mạnh như vậy thì anh em thấy rồi. Nói chung mình chơi thì chất lượng thôi, tại anh em thấy một cái yêu cầu một cành nhỏ vậy thôi là nó cũng được dài vài chục bông, thì một cái cây về là cũng rất là nhiều bông nha, chứ đừng nói là nó hơi nhỏ mini thì mình không ít bông, thật tới nó bông rất nhiều rồi. Giờ là đặc biệt là mai chung bằng thấy lá bự rất bự ha. Rồi chung cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chung ha, xin chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật là thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau, những clip mà cây siêu tầm, cây giá rẻ và cây giá thật là hợp lý cho anh em mình chăm sóc, và những lô mai hoàn toàn khỏe mạnh cho anh em mình dễ chăm, chứ đừng có cái lô mai mà yếu ớt là anh em chỉ chăm nó rất là khó, rất là khổ, và mình chơi mai thì chăm như vậy nó sắc, nó rất là mệt mỏi mà. Nên chung sẽ nhập những cái lô thật là mạnh, thật là khỏe cho anh em mình thật là dễ chăm. Rồi chung cảm ơn anh em đã theo dõi clip của chung ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.